Nhà hôm nay mình vớt con diều 2 mét các bạn. Trước khi vớt diều 2 mét các bạn chặt cho nó đủ diều đoạn 2 mét các bạn nhé. Giờ họ đang cấm các bạn cũng làm cái diều bé các bạn đâm không các bạn? Các bạn là diều bé các bạn đâm khu nào cấm thì các bạn làm diều bé làm độ 2 mét trở lại thôi. Xong rồi các bạn không cho bóng trắng. Thế là công an đến không nhìn thấy các bạn. Diều hôm nay gió đẹp quá, diều người ta đâm đây ngoài trời kia rồi các bạn. Các bạn vớt diều các bạn nhớ phải chọn những tre khô rồi các bạn nhá. Các bạn chẻ ra đây, chẻ những thành như thế này này. Đấy các bạn phơi khô đi. Phơi khô đi xong các bạn dựng vào góc bếp. Nhà nào có góc bếp thì góc bếp không thì dựng vào góc nhà nào cũng được. Nhà ngang, nhà trên, nhà nào cũng được để cho nó không phải nắng mưa các bạn nhá. Phải nắng mưa là hỏng hết các bạn. Đây, tiếng sáo kêu vi vu trên trời rất nhiều các bạn. Ấm ấm hết trời. Thời tiết này gió đẹp quá. Các bạn ở giữa này các bạn cứ để vuông các bạn. Vót giữa đoạn vuông hai đầu này các bạn ấy vót mỏng đi các bạn nhá.
để cho sau nó đỡ bị xoay các bạn. Thế mà nó cứng như này, các chỗ nào nó cứng các bạn vót ở trong cái bọng này nó bớt đi các bạn, thì bên đằng gốc thì bao giờ nó cũng cứng hơn. Nhà các bạn ở giữa các bạn này vuông như này nha. Đấy. Đấy, thế là mình cũng ổn ổn một bên cánh rồi các bạn. Xong tí xong mình lại sơ lại lần nữa. Là tạm thế để cho hai cái đều đều nhau thì tí mình sơ lại. Đấy, ở giữa đoạn để vuông này, còn đầu hai bên đầu này bắt đầu các bạn vót dần dần đi cho nó còn dần đi. Đây là các bạn, đấy, nó phải dẻo này, đấy rõ ràng chè khô, để khô rồi nhưng mà vẫn dẻo thế, các bạn không nên là làm chè tươi các bạn nha. Các bạn nên phải vắt làm chè khô này nó mới bền, nó không mối mọt này, đấy lại lên nó không bị ọp ẹp. Không, các bạn làm chè tươi là lên là nó sẽ bị ọp ẹp. Nếu mà bạn nào mà muốn chơi diều mà muốn che nó được bền ấy, hoặc là tầm 6 thì các bạn từ tháng 10 thì các bạn đã chặt che tháng 10, tháng 11, tháng 12 là chỉ giữa tháng 12 và cuối tháng 12 đã có mưa rồi, các bạn chặt phơi khô đi, các bạn dựng vào trong góc bếp, hoặc là có góc bếp thì dựng góc bếp càng tốt, mà không có chuồng lợn chuồng gà hay là chỗ nào nhà, chỗ nhà chứa nhà nào bạn dựng vào thì để các bạn vót được cả năm thì tốt hơn. Nên là chặt vào cái mùa mưa này thì nó không được bền đâu các bạn.
Còn bạn cứ bạn nào thắc mắc về gì về diều én thì cứ comment để mình giải đáp cho các bạn nhé. Các bạn lúc nào quá trong các bạn để như thế này, làm sao cho nó cong đều nhau thì là được các bạn. Các bạn như thế này rồi xong các bạn lại quay sang bên này nhé, để cho nó có đều nhau các bạn nhé. Để nó vẫn đều nhau là được, còn không đều nhau thì các bạn lại vót tiếp để cho nó đều nhau các bạn. Đây, nó đều nhau các bạn.
Rồi họ cứ cấm thì họ, các bạn tốt nhất là cái làng cái diều bé bé 2 mét các bạn. Xong rồi các bạn cho tôi bóng trắng thì đâm lên nó đỡ nhìn thấy. Đấy, quấn là nó thế này đều nhau này là được rồi các bạn này. Đấy nha. Rất dẻo. Đây là chè khô đấy mà còn quấn được thế này các bạn. Thế nào các bạn làm xong nhớ các bạn cho chè khô nha. Phơi khô thật lực đi. Khô xong các bạn vứt góc bếp. Nên mình vứt trong góc bếp. Làm cột cái các bạn. Giờ 2 mét thì các bạn là cứ nhân với lại mỗi 1 mét bước nhỉ. Các bạn nhân với 28,5 các bạn nhé. Thì nó ra thế là cái này vào 28 thì nó vào 50 8216 57 à. 57 với các bạn để thò lên trên nữa là các bạn xong các bạn chặt kia rồi. Bạn nào không ưng thế là các bạn chặt ngay được. Thì các bạn cứ góp ý ủng hộ mình nha. Có gì thắc mắc về diều, về sáo, bạn cứ comment để mình trả lời cho các bạn. Rất mong được sự cổ vũ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình.
Có gì các bạn vào đăng ký kênh của Tuân Dương nhé, Tuân Dương Vlog. Các bạn cũng làm về sáo diều nha, các bạn vào đăng ký kênh hộ bạn ấy nha, Tuân Dương Vlog nha. Xin chào tất cả các bạn cái gì ủng hộ cho bạn ấy, bạn ấy mới làm các kênh tổng hợp về sáo diều các bạn nha. Hôm nay có một bạn bạn bảo lâu lắm rồi, các bạn bảo vớt cho cái diều 2 mét để xem. Đấy thì đây diều 2 mét đây. Đấy các bạn nhá. Đấy. Đây các bạn này. Đây, đây là khung cái các bạn nhá. Đấy, còn đây là giò cánh diều 2 mét. Đấy nhá, mình vớt xong rồi nhá. Thế là, xin chào các bạn nha, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha, và nút rung chuông để làm sao mình ra video mới cho các bạn xem nha. Xin chào.